cái câu hỏi đặt ra là làm sao để chúng ta khởi nghiệp từ những cái đồng tiền rất là ít. Nó có cái vấn đề nó như vậy. Phần lớn trong xã hội của chúng ta đó là cứ nghĩ rằng là ra khởi nghiệp là chúng ta cần phải có tiền. Mà không có tiền nên không ra khởi nghiệp, mà không ra khởi nghiệp nên không có tiền, mà không có tiền nên không ra khởi nghiệp, mà không có nghiệp thì không có tiền. Các bạn thấy cái cách tôi chuyện nó cứ nó lòng vòng như vậy á, nó làm cho chúng ta bị giới hạn luôn. Hoặc là rất là nhiều người nói là em chưa có kinh nghiệm nên em chưa ra kinh doanh, mà chưa ra kinh doanh nên nó không có kinh nghiệm, nên không có kinh nghiệm nên không ra kinh doanh, mà không kinh doanh nên nó không có kinh nghiệm. Các bạn thấy không ạ? Cái cách tư duy như vậy thì lại là không ổn, như thế không ổn chút xíu nào. Vậy thì chúng ta cần phải có một cái câu hỏi để chúng ta thoát ra. Vậy một cái câu hỏi khác nó là như là làm cách nào để chúng tôi ra khởi nghiệp, để tôi ra khởi nghiệp ngay từ vị trí tôi đang đứng. Nghĩa là ngay bây giờ bạn đang là sinh viên, bạn chưa có tiền thì làm sao bạn vẫn ra khởi nghiệp được. Ngay bây giờ bạn là dân văn phòng, tiền túi trong túi chỉ có 5 triệu, 10 triệu thì làm sao chúng ta ra khởi nghiệp từ vị trí chúng ta đang đứng, chứ không phải là chúng ta ra khởi nghiệp chúng ta ước mơ một cái việc gì đó nó lớn mà nó nằm ngoài khả năng. Một bạn khác lại nói chuyện với mình là bây giờ em muốn ra em kinh doanh lĩnh vực khách sạn, em có tiền thì làm sao. Vậy thì bạn phải kinh doanh lĩnh vực khác mà nó nằm từ trong cái túi của các bạn, để một lúc nào đó bạn kinh doanh được, bạn có tiền rồi, bạn có tiền nhiều rồi, bạn đi kinh doanh khách sạn. Không có ai bắt mà bạn không đi kinh doanh khách sạn, mà bây giờ bạn muốn kinh doanh khách sạn, bạn đâu có tiền đâu, bạn đâu có kinh doanh được, thì hãy kinh doanh cái khác. Kinh doanh một cái gì đó rất là nhỏ để ra tiền, để sau này ra kinh doanh khách sạn, chứ đừng ngồi đó mà mớ. Mình hãy tự đi từ con số không của mình lên. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Vậy thì cái chuyện gì xảy ra khi các bạn có tiền? Khi trong túi các bạn có rất là nhiều tiền thì chuyện gì xảy ra? Bạn rất là dễ mất tiền. Tại sao nó như vậy? Mình đã quan sát rất là nhiều người mà mình đã từng bị rồi. Khi trong túi bạn có rất là nhiều tiền thì bạn ra khởi nghiệp thì bạn ra một cái bảng kế hoạch rất là chi tiết để bạn tiêu tiền. Cái chi tiết tiêu tiền đó là gì? Đó là bạn mướn cái văn phòng, bạn mua cái laptop đẹp, ok, bạn đi lấy hàng, một đống hàng về, ok, tất cả đó đều mất tiền hết của bạn. Và chừng cuối cùng bạn hết tiền, bạn chưa kịp ra kinh doanh, nó hết tiền mất, thế là bạn thất bại, bạn thua lỗ. Tuần vừa rồi mình gặp một bạn là ra mở một cái quán ăn đề co thiết kế, một cái quán ăn đặt cọc hết 3 tháng, ok, đề co thiết kế là hết 200 triệu, sau 3 tháng bạn lỗ, bạn mất hơn 200 triệu. Vì sao? Vì tập trung tiền cho những cái việc đó không, mà còn không còn tiền để marketing nữa, nên là hết tiền, khách chưa kịp về, hết tiền. Các bạn không ạ? Vậy thì bạn đó đang làm việc gì? Bạn đang làm một bản hành rất là chi tiết để bạn tiêu tiền. Chuyện gì xảy ra khi trong túi bạn ra khởi nghiệp mà trong túi bạn không có tiền, rất là ít tiền? Bạn đâu có tiền bạn mướn văn phòng đâu, bạn cũng đâu có tiền bạn lấy tiền nhiều đâu, bạn lấy hàng nhiều đâu, bạn cũng đâu có tiền bạn sắm laptop đâu. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Vậy thì bạn lấy một ít về và bắt đầu bạn đi bán thôi, tập trung vào việc kiếm tiền thôi. Hồi xưa lúc mà mình ra một khởi nghiệp nước mắm cổ vậy á, lúc đó trong túi mình đâu có tiền đâu, mình chỉ có tiền lấy đủ 4 chai nước mắm thôi, 4 chai. Mình về mình bán hết 4 chai đó, mình lại đi lấy tiếp, lần thứ hai mình lấy được 6 chai bạn, rồi mình lại bán tiếp cho tới một lúc mình lấy được một thùng, lúc đó là 24 chai. Rồi mình lại tiếp cho tới một lúc nào đó thì mình thấy rằng mình lấy như vậy nó không lợi hơn mình lấy bằng canh. Thì hồi đó mình lấy một canh 20 lít rồi mình chiết ra chai cứ vậy á. Rồi sau đó mình lấy 2 canh mình chiết ra chai, các bạn hiểu không? Nhỏ rồi lớn dần hơn. Vậy thì khi bạn ra khởi nghiệp mà trong túi bạn có rất là nhiều tiền thì bạn có rất nhiều cái để mất, và cái mất lớn nhất đó là cái mất tiền. Còn khi ra khởi nghiệp mà trong túi bạn không có đồng tiền nào thì cái đầu bạn nó rất là thông minh, nó thông minh, nhờ nó tư duy gì theo cái cách là làm sao không có tiền người ta vẫn ra kinh doanh được, và bạn tư duy theo cách là bạn đi kiếm tiền về các bạn. Thực sự ra khởi nghiệp mà trong túi bạn không có tiền thì nếu mà cái thất bại thì bạn không có cái gì để bạn mất, và nếu mà thành công thì nó rất là tuyệt vời. Bởi vì tuyệt vời sao ạ? Nó giúp cho con người bạn nó lớn lên rất là nhiều. Còn khi mà ra khởi nghiệp á mà bạn có rất là nhiều tiền rồi bạn làm cho nó mất hết tiền, rồi xong cái cuộc thất bại xong bạn cũng chả học được cái gì, bạn được học ồ tại sao mình mất tiền nhiều dữ vậy ta. Các bạn nhận ra điều này cho dễ thì bạn hãy đi học được cái cách mà làm sao chúng ta khởi nghiệp từ rất là ít tiền hoặc là từ hai bàn tay trắng. Và rất là đơn giản, hãy đi tìm những người nào họ đã làm được cái việc đó mà hãy theo họ và học cái cách đó,
Và kể cả trong túi bạn đang có tiền thì bạn cũng đừng cứ nghĩ là bạn có tiền, cái tiền nó cắt đi. Hãy đi học cái cách khởi nghiệp từ 0 đồng. Bạn nên nhớ như vậy nè, nhiều người rất là kỳ lạ. Trong túi bạn có tiền, bạn nên nhớ cái trong túi bạn có tiền không có nghĩa là bạn có tiền. Mà cái tiền đó là do bạn đi làm công, bạn gom góp, bạn dư được. Tiền đó là do ai cho, bạn hình dung ra điều này chưa? Vậy thì bạn lấy cái tiền đó, bạn đi kinh doanh, bạn nghĩ đó là tiền của bạn. Không phải tiền đó của bạn, nhưng mà bạn phải mượn từ cái việc mà bạn đi làm công. Rồi bạn về, bạn kinh doanh, bản thân việc kinh doanh bạn nó chưa tạo ra tiền. Nếu công bằng mà nói là bạn cũng không có tiền khi ra kinh doanh, bạn hình dung bạn đang đi mượn. Mượn ai? Mượn của chính bạn. Nhưng mà bạn không có nhận ra, bạn cứ nghĩ đó là tiền của bạn nên bạn ra bạn kinh doanh, bạn nghĩ đó là vốn của bạn. Không phải. Kể cả bạn có tiền, cái đó cũng không phải là vốn của bạn, chẳng qua là bạn đang mượn thôi. Bạn đang mượn cái thời gian bạn làm công, bạn tích góp, bạn để đó, và nhiệm vụ bạn là bạn phải trả lại. Thì bây giờ bạn xem như là bạn không có ai để bạn mượn đi, kể cả bạn cũng không có để bạn mượn đi. Thì cái đầu bạn nó rất là thông minh, và bạn hãy đi học cái cách đó. Các bạn từ từ xem những đoạn video sau mình sẽ chỉ cho bạn cái cách đó. Cảm ơn bạn rất là nhiều.